Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 144. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là hòn đá tôi, Ngài dạy tay tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu. Ngài là sự nhân từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là đấng giải cứu tôi, cũng là cái khiên tôi và nơi tôi nương náu mình. Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi mà Ngài nhận biết nó? Con người là gì mà Ngài đoái đến? Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy hạ các tầng trời và giáng xuống. Đụng đến núi thì núi sẽ xông khói lên. Xin hãy phát chớp nhoáng làm tản lạc kẻ thù nghịch, bắn tên Chúa mà làm cho chúng nó lạc đường. Cầu Chúa hãy giơ tay ra từ trên cao, giải cứu tôi, vớt tôi lên khỏi nước sâu, cùng khỏi tay kẻ ngoại bang. Miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát sướng cho Chúa một bài ca mới, lấy đàn cầm 10 giây mà hát ngợi khen Chúa. Chúa ban sự cứu rỗi cho các vua, giải cứu David kẻ tôi tới Chúa khỏi thanh gươm tàn hại. Xin giải tôi thoát khỏi tay kẻ ngoại bang, miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. Nguyện các con trai chúng tôi giống như cây đương mọc lên mạnh mẽ, nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà chạm theo lối kiểu của đền. Nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy, có đủ các thứ lương thực. Nguyện chiên chúng tôi sinh sản hàng ngàn hàng muôn trong đồng ruộng chúng tôi. Nguyện bò cái chúng tôi sinh đẻ nhiều. Nguyện chớ có sự triệt hạ, sự ra sông đánh hay là tiếng la hải trong các hàng phố chúng tôi. Phước cho dân nào được quan cảnh như vậy, phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Chương 2. Hỏi anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, là có người nghèo quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này, đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao, mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo? Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng như Kinh Thánh rằng hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả đấng đã phán rằng chớ phạm tội tà dâm cũng có phán rằng chớ giết người. Vậy nếu ngươi không phạm tội tà dâm nhưng phạm tội giết người thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin của một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm
thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhưng đó, anh em biết, người ta cậy việc làm được xứng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp trước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xứng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Chương 3. Hỏi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cãi bác nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được, và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi, chúng ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó, chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả. Hỏi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỏi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Chương 28. David hiệp lại tại Jerusalem hết thảy các quan trưởng Israel, các tộc trưởng của các chi phái, các ban trưởng phục sự vua, các quan tướng cai ngàn quân và trăm quân, các kẻ cai quản sản nghiệp của vua và của các con trai người, luôn với các hoạn quan và những người mạnh dạn. Vua David đứng dậy nói rằng: Hỡi các anh em và dân sự ta, hãy nghe.
ta đã có ý xây cất một cái đền an nghỉ cho hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, cho cái bệ chân của Đức Chúa Trời chúng ta. Ta đã sắm tài liệu cho sẵn đặng cất. Nhưng Đức Chúa Trời phán với ta rằng: Ngươi chớ cất đền cho danh ta, vì ngươi là một tay chiến sĩ đã đổ huyết ra nhiều. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có chọn ta từ trong cả nhà cha ta làm vua Israel đời đời. Vì Ngài đã chọn Giu-đa làm trưởng, và trong nhà Giu-đa chọn nhà của cha ta. Còn trong các con trai của cha ta, Ngài vui lòng chọn ta, lập ta làm vua trên cả Israel. Vả, Đức Giê-hô-va có ban cho ta nhiều con trai. Trong các con trai ấy, Ngài đã chọn Sa-lô-môn con trai ta đặt ngồi trên ngôi nước Đức Giê-hô-va đặng cai trị Israel. Ngài phán với ta rằng: Sa-lô-môn con trai của ngươi sẽ cất cái đền và các hành lang của ta, vì ta đã chọn nó làm con trai ta, và ta sẽ làm cha nó. Nếu người bền lòng làm theo các điều răn và luật lệ ta như ngày nay, thì ta sẽ làm cho nước người được bền vững đời đời. Vậy bây giờ, tại trước mặt cả Israel là hội chúng của Đức Giê-hô-va, đang có Đức Chúa Trời chúng ta lắng tai nghe, ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Còn ngươi là Sa-lô-môn con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài. Vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Bây giờ khá cẩn thận, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cất một cái đền dùng làm nơi thánh của Ngài. Khá mạnh dạn mà làm. Bây giờ David trao cho Sa-lô-môn con trai người cái kiểu về hiên cửa, về đền thờ, về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ và về nắp thi ân. Lại chỉ các kiểu người nhờ Thánh Linh cảm động mà được, về các hành lang của đền Đức Giê-hô-va và về các phòng bốn phía, về những kho tàng của đền Đức Chúa Trời và về các kho để vật thánh, về ban thứ của những thầy tế lễ và người Lê-vi, về các công việc của đền Đức Giê-hô-va và về các thứ khí dụng trong đền Đức Giê-hô-va. Cũng chỉ kiểu số cân về các khí dụng bằng vàng dùng về mỗi thứ công việc và về các khí dụng bằng bạc với số cân nó dùng về mỗi thứ công việc. Lại chỉ số cân về những chân đèn bằng vàng và về những thép đèn vàng của nó theo cân nổi của mỗi chân và thép nó. Số cân về những chân đèn bằng bạc theo cân nổi của mỗi chân và thép nó, tùy cách dùng của mỗi chân đèn. Người cũng chỉ số cân về các bàn để bánh trần thiết và bạc về những bàn bằng bạc, chỉ kiểu về nĩa, chậu và ly bằng vàng ròng, về chén vàng và số cân của mỗi cái, về những chén bạc và số cân của mỗi cái. Lại chỉ kiểu về bàn thờ sông Hương bằng vàng thét, có số cân, và kiểu về xe, về các cherubim xè cánh ra che trên hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. David nói rằng: Kiểu mẫu về các công việc này ta nhờ tay của Đức Giê-hô-va chép ra, khiến cho ta hiểu biết vậy. David lại nói với Sa-lô-môn con trai mình rằng: Hãy vững lòng bền chí mà làm, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con. Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con, cho đến chừng các công việc cất đền của Đức Giê-hô-va được xong. Kìa, có các ban thứ của những thầy tế lễ và người Lê-vi đặng làm các công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại còn có những người vui ý, thông thạo về các nghề, đặng giúp làm mọi thứ công việc. Các quan trưởng và cả dân sự đều sẽ vâng theo mạng lệnh của con. Chương 29. David nói với cả hội chúng rằng: Sa-lô-môn con trai ta, chỉ một mình con đó mà Đức Chúa Trời đã chọn. Hãy còn trẻ tuổi non nớt và công việc lại lớn lao, vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
ta đã hết sức sắm cho đền của Đức Chúa Trời ta. Nào vàng dùng về đồ làm bằng vàng, nào bạc dùng về đồ làm bằng bạc, nào đồng dùng về đồ làm bằng đồng, nào sắt dùng về đồ làm bằng sắt, nào gỗ dùng về đồ làm bằng gỗ. Lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu, và các thứ đá quý cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Lại vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta, tức là 3.000 ta lân vàng Ophir và 7.000 ta lân bạc thét, đặng dùng bọc các vách đền. Vàng dùng về những vật bằng vàng, bạc dùng về những vật bằng bạc, và dùng về các việc làm bởi tay người thợ. Vậy ngày nay ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Bây giờ các trưởng tộc, các trưởng của các chi phái Israel, các quan tướng cai ngàn người và trăm người, các kẻ coi sóc công việc của vua bèn vui lòng dâng về công việc đền Đức Chúa Trời 5.000 ta lân vàng, 10.000 đa riết, 10.000 ta lân bạc, 18.000 ta lân đồng và 100.000 ta lân sắt. Phàm ai có đá quý thì giao cho Jehiel về dòng Gẹt-sôn để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va, và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm. Tại trước mặt cả hội chúng, David chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, tổ phụ chúng tôi ơi, đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm Chúa Tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật. Quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Bây giờ Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi. Các ngày chúng tôi tại trên đất khác nào cái bóng, không mong ở lâu được. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, các vật này mà chúng tôi đã sắm sửa để cất đền cho danh thánh của Chúa đều do nơi tay Chúa mà đến, và thảy đều thuộc về Chúa. Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, tổ phụ của chúng tôi ơi, xin hãy cho dân sự Chúa giữ luôn luôn một tâm ý ấy trong lòng, và làm cho lòng chúng chiều theo về Chúa. Xin Chúa hãy ban cho Salomon con trai tôi một lòng trọn vẹn để gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Chúa, cùng làm cho các công việc này, xây cất cái đền mà tôi đã sắm sửa tài liệu cho. David nói với cả hội chúng rằng: Hãy chúc tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cả hội chúng bèn chúc tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cúi đầu xuống mà thờ lại Đức Giê-hô-va và lại vua. Qua ngày sau, chúng dâng những tế lễ cho Đức Giê-hô-va và dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va: 1.000 con bò đực, 1.000 con chiên đực, 1.000 con chiên con cùng các lễ quán cặp theo, và nhiều của tế lễ khác vì cả dân Israel. Trong ngày ấy, chúng ăn uống rất vui mừng tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng lần thứ nhì tôn Salomon con trai David làm vua,
và nhân Đức Giê-hô-va sức dầu cho người làm vua chúa và lập Sa-đốc làm thầy tế lễ. Bây giờ Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va làm vua thế cho Đa-vít cha người, và người được hưng thạnh. Cả Israel đều vâng theo mạng người. Các quan trưởng và người mạnh dạn luôn với các con trai của vua Đa-vít đều phục tùng vua Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va khiến cho Sa-lô-môn được rất cao trọng tại trước mặt cả Israel và ban cho người được oai nghiêm, đến nỗi trong Israel chẳng có một vua nào trước người được như vậy. Đa-vít, con trai Isai, cai trị trên cả Israel. Người cai trị trên Israel 40 năm, tại Hebron người cai trị 7 năm và tại Jerusalem người cai trị 33 năm. Người băng hà, tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có và về vinh hiển. Salomon con trai người cai trị thế cho người. Các công việc của vua David từ đầu đến cuối đều chép trong sách của Samuel đấng tiên kiến, trong sách của Nathan đấng tiên tri và trong sách của Gác đấng tiên kiến. Cuộc trị vì người, sự mạnh dạn người, các việc xảy ra cho người, cho dân Israel và cho các nước khác đều đã chép trong các sách ấy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.